Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo Ninh Bình đã tăng cường công tác đầu tư về cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý dạy và học. Đây là năm thứ hai trường trung học phổ thông Gia Viễn A tổ chức cho học sinh kiểm tra cuối kỳ toàn bộ các môn trên máy tính, trên điện thoại. Để kiểm tra được các tổ bộ môn soạn và đưa vào ứng dụng trường học thông minh 789.vn để học sinh làm bài, ngay khi kết thúc bài kiểm tra, ứng dụng sẽ hỗ trợ giáo viên chấm điểm rất thuận tiện. Em thấy các bài kiểm tra trên thực tuyến khác với những cái bài kiểm tra bài thi ở trên giấy bình thường, đó là khi mà mình làm bài trên mạng đó thì mình sẽ được thao tác dễ dàng hơn. Cụ thể là khi giả sử như là ở trên giấy thì mình có những lỗi sai thì mình sẽ phải tẩy xóa đi, thì ở trên mạng thì chúng ta chỉ việc quay lại câu hỏi đó và ấn lại một câu trả lời khác, thì việc đấy là cho cái bài kiểm tra mình được gọn gàng hơn, được đẹp hơn. Là trường tiên phong chủ động thực hiện chuyển đổi số đầu tiên của ngành trong 3 năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo nên hiệu quả rõ rệt trong hoạt động dạy học của trường trung học phổ thông Gia Viễn A, đồng thời giúp làm giảm gánh nặng hồ sơ, sổ sách cho giáo viên, khiến việc kiểm tra, đánh giá trở nên thuận tiện, nhanh chóng. Nhà trường thì cũng xây dựng các cái lộ trình để thực hiện chuyển đổi số. Cho đến bây giờ thì nhà trường cũng đã làm được một số việc. Thứ nhất là làm cho anh em thấy được cái sự cần thiết về chuyển đổi số trên trong cái quá trình đổi mới giáo dục. Cái thứ hai nữa là trang bị cái hệ thống cơ sở vật chất, cái hạ tầng để chuyển đổi số, như là trang bị đầy đủ các cái máy tính, máy chiếu cho các thầy các cô tại các phòng. Là một trong những trường đầu tiên của tỉnh được chọn triển khai thí điểm xây dựng mô hình trường học thông minh, trường tiểu học Quang Trung, thành phố Ninh Bình được đầu tư một phòng học thông minh với nhiều thiết bị dạy học hiện đại. Giáo viên có thể khai thác được tài nguyên dạy học đa dạng về âm thanh, hình ảnh, giúp giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh tích cực tham gia. Chúng tôi được tập huấn về quản lý học sinh, quản lý nội bộ giáo viên, về giảng dạy trực tuyến. Thì trước khi mà tập huấn về chuyển đổi số này, thực ra về quản lý đội ngũ ấy, thì chúng tôi cũng đã có cái cơ sở quản lý dữ liệu ngành, đó là phần mềm PMIT và phần mềm EQMS, cũng là quản lý học sinh, quản lý về kết quả học tập và quản lý về đội ngũ. Thế thì sau tập huấn thì chúng tôi cũng đã được trang bị về kiến thức, về phương tiện để mà thực hiện cái việc quản lý cơ sở dữ liệu được tốt hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo đang tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy học, trong đó xây dựng hệ thống dữ liệu toàn ngành, đồng bộ, liên thông dữ liệu của tỉnh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, liên kết đến các phòng giáo dục cũng như các trường học, tạo dựng hệ sinh thái ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý trong nhà trường một cách đồng bộ. Hiện nay, Sở đang phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn triển khai thử nghiệm ở 25 đơn vị trực thuộc, các cấp học. Kết quả bước đầu rất khả quan, được đánh giá cao. Kết thúc năm học, hoàn thành bước thử nghiệm, chúng tôi sẽ có tổng kết đánh giá. Sau đó thì khi được Ủy ban tỉnh phê duyệt kế hoạch thì sẽ triển khai đồng bộ, và nếu không có gì thay đổi thì sẽ thực hiện ứng dụng triển khai đến trong toàn ngành từ đầu năm học 2021-2022. Với quyết tâm cao của ngành giáo dục và đào tạo và sự hỗ trợ đồng hành của các cấp các ngành, sự ủng hộ của các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh, mong rằng mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục sẽ được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng, góp phần triển khai thành công chương trình chuyển đổi số của tỉnh.